Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy bụi che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy em Chúa. Nghe nói nào ngoài ra coi cái đèn thì cái nến để Chúa đài tượng đài lòng kính hấp Chúa thế đốt lên chưa? Đốt chưa? Trả lời đốt chưa? À, chưa, chưa thì đốt, rồi đốt thì để đâu? Để trên đây, để trên đất. Con ơi, không để cái đến cái đèn đó ở đâu đó, nó dùng đây. Con ơi, việc này là cho Chúa đó. Chiếu ở trên này là cho Chúa đó. Coi, 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 coi. Coi, coi, việc này là cho Chúa, cái đến để đâu? Trên hay dưới? Chiếu vào cái đài lòng của Chúa, xuống vào cái nến để đâu? Trên hay dưới? Trên. Có ai nãy ở đây cũng dưới không? Không. 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 Không có ai mà đem cái đốt cái nến mà đi để xuống dưới, mà phải để lên trên. Rồi cái nến mà không đốt thì có còn gọi là cái nến không? Đốt chưa? Thế còn hai cái nến mà chỗ này là cái chuông đó. Đó, đúng rồi. Đốt lên, nến mà không đốt thì làm cái gì được? Có người bỏ không ra, nó không có bớt. Nến mà không có bớt thì sao đốt? Mà đã là cái nến thì phải được đốt, và đốt thì phải sáng lên. Chiếu lại Alleluia. Chị em vừa mới đọc Alleluia xong, chiếu lại thời gian. Alleluia. 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 Ăn của anh em phải chiếu lại gương mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em. Alleluia. Ánh sáng của anh em phải chiếu dậy. Chú đã ở đâu? Chú đã ở gầm giường. Trả lời, chú đã ở gầm giường có không? Có. Chú đã ở trong đồng tủ có không? Có. Chú đã ở xó bếp có không? Có. Chú đã ở đâu? Sau lưng hay trước mặt? Trước mặt. Trước mặt hay sau lưng? Trước mặt. Trước mặt ai? Thiên hạ. Thiên hạ. Đem ánh sáng của mình chiếu rải ra trước mặt thiên hạ. Chiếu để làm gì? Để đọc mà không nhìn, nhưng mà không đọc nổi. Để để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm. Ánh sáng của anh em phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ. Không phải là cầm cái đèn này mới gọi là chiếu dẫn. Không phải là như lúc nãy tôi bảo là phải đốt cái nến ở chỗ tượng đài lòng thương xót Chúa mới gọi là ánh sáng chiếu dẫn. Cái ánh sáng phải chiếu dẫn đó là những việc tốt lành anh em làm. Những việc tốt lành mà chúng ta làm chính là ánh sáng
mà Chúa bảo ánh sáng ấy phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để cho người ta thấy đi việc lành, để cho người ta thấy đi việc tốt đẹp mà anh xem làm. Anh xem đến đây, người ta thấy hơi ngại ngùng, hơi ngần ngại vì lý do đông quá. Họ hỏi tôi, đông quá thì linh mục có kiểm soát được không? Tôi nói, ở trong khuôn viên thánh đường, tôi bảo đảm an ninh, an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Còn linh mục lấy gì mà bảo đảm? Tại vì tôi đã làm cả gần 10 năm nay rồi, đi vào giảng lọc tôi rất Chúa. Ở Chí Hòa tôi làm hàng tuần, và người ta đến cả 10.000, 15.000 người mà không bao giờ có chuyện dẫm đạp với nhau, không bao giờ có chuyện xô xát mà chém giết lẫn nhau, không bao giờ có chuyện mà người ta xô lẫn, người ta đạp với nhau mà đến mức độ có người phải chết, như là ở bên Campuchia, như là những đền thờ Hồi giáo, từng bảo đảm chuyện đó. Vậy tại sao vậy? Tại vì đây không phải là những con người đến để mà đấu tranh, để mà giành giật, để mà chiếm đoạt, nhưng đây là những con người đến để họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Đây là những con người đến để họ kín múc lấy sức mạnh, kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là những con người họ nhận biết rằng họ là những con người bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Họ nhận biết rằng họ là những con người yếu đuối, tội lỗi, và hôm nay họ muốn quay trở về, họ muốn hoàn lương, họ muốn làm lại cuộc đời, thì hà cớ gì mà họ phải chém giết lẫn nhau, hà cớ gì mà họ phải giành giật lẫn nhau, hà cớ gì mà họ phải dày đặt lên nhau, hà cớ gì họ phải chửi với nhau, giành giật nhau thư không. Nói vậy thì linh mục bảo đảm bằng cách nào? Tôi bảo đảm là trong khuôn viên này, anh cứ đến đi mà nhìn, anh cứ đến đi mà nó thấy. Ở có chỗ nào mà họ ngồi ngoan như thế này không? Có chỗ nào mà họ ngồi dễ thương như thế này không? Không ai thương mình thì mình tự thưởng mình mà ngồi chẳng có tay đi thôi chị em. Bây giờ chị em quay sang người bên phải, vỗ vai người bên phải nói. Tôi nói người bên phải tôi, chị em vỗ vai nói dễ thương được không? Tôi nói người bên trái tôi, chị em nói dễ thương được không? Làm nhé. Mình làm mà mình phải vừa làm mà vừa nói, mà nói một cách dễ thương, dễ thương, anh biết thương kiểu đó. Người bên phải tôi dễ thương, được chưa? Rồi, người bên phải tôi dễ thương, người bên trái tôi dễ thương, người sau lưng tôi dễ thương, người trước mặt tôi dễ thương, và tôi cũng Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót của chúng tôi rất chỉ bằng ấy, sao lấy người bố người bên phải, bố người bên trái, bố người trước, người sau, mà với Chúa Giêsu thì nói chứ thương mà không chỉ bằng này à? Còn và Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót của chúng tôi rất cho nên chúng tôi cũng mà người ta thấy đạo của chúng tôi là một đạo những người đi đạo đều người đến giáo điểm tin mừng này cũng thấy đấy ánh sáng của chiêu phải chiếu rạng ra trước mặt thiên hạ, trước mặt những người mà chưa có đạo ở đây, trước mặt những người mà chưa biết đạo ở đây, trước mặt những người mà chưa hiểu, có thể là không hiểu đạo là như thế nào, thì ngày hôm nay ánh sáng ấy chiếu rạng ra để người ta thấy rằng là những người đến đây thật dễ thương, họ không xả rác bừa bãi, họ không có lấn chiếm lòng lề đường, họ không có phá rối trật tự an toàn giao thông, họ không có dính vào những tệ nạn xã hội,
và họ hết sức là dễ thương, hết sức là thân thương, hết sức là thân thiện. Khi mà làm được cái chuyện đó, bây giờ chỉ cần ai cho tôi một miếng nước thì tôi thấy người đó hết sức dễ thương. Tại vì đưa chị em từ ba giờ bây giờ lần rưỡi rồi lần hạt rồi đã tay suốt là 2 tiếng đồng hồ. Vâng, cô bé này rất tôi nghe có người nói là cái trang 5.000 đồ chai. Tình cảm không có cần đọc lòng đến được cái mặt, đừng lấy tiền bạc mà trả giá tình yêu, đừng lấy tiền bạc mà trả giá cái sự dễ thương. Thì ta thấy là nếu mà chúng ta cứ dễ thương như vậy, ta biết quan tâm đến người khác, biết để ý đến nhu cầu người khác, thì tự nhiên ánh sáng là những việc làm của mình chiếu rải ra, chiếu rải ra. Người ta thấy là một số người đến đây, người thì đen, người thì trắng, người thì vàng, người thì già, người thì trẻ, mà tại sao họ có thể ngồi với nhau được? Mà họ đến đây từ 3 giờ kia là 6 giờ là 3 tiếng đồng hồ, họ không kêu ca, họ không có than trách, họ vẫn cứ vui, cứ cười. Và muốn nghe được không? Muốn nghe được không? Rồi, nghe được thì nói tiếp. Nếu mà trên này thì tôi nghĩ thì chúng ta thấy rằng là người ta đến đây người ta sẽ ngạc nhiên là như vậy, và cái sự sáng của mình chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, trước mặt những người chưa biết Chúa, để làm gì? Thưa chị em, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em, chứ không phải họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh anh em. Thấy việc tốt đẹp tôi làm mà tôn vinh tôi không. Chúng ta khác thế gian ở một cái chỗ duy nhất như vậy. Thế gian cũng làm những việc tốt đẹp, thế gian cũng làm những việc tốt lành, nhưng để được tôn vinh, để được thiên hạ tôn vinh, để được người khác tôn vinh. Còn chúng ta khác ở cái chỗ mà cái khác này nó làm nên cái đặc điểm của người Công giáo, cái khác này nó làm nên tính đặc sắc của cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Đó là chúng ta thực hành lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa, để qua việc mình thực hành lòng thương xót thì người ta nhận ra lòng Chúa thương xót. Nghe rõ không? Qua việc chúng ta thực hành lòng thương xót thì người ta nhận ra Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Người ta nhận ra lòng Chúa thương xót khi chúng ta có lòng thương xót lẫn nhau. Rõ không? Rõ không? À, và đó là lý do mà anh chị em đến đây. Có thể xem đến chỗ khác, đến nơi nào đó thì anh chị em chưa cảm nhận hoặc không cảm nhận được cái điều đó là gì. Điều là cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì phải đi đôi với việc thực hành lòng thương xót, và khi mình thực hành lòng thương xót thì người ta sẽ tôn vinh lòng Chúa thương xót, cũng như người ta thấy cái việc tốt đẹp anh em làm thì người ta tôn vinh cha của anh em chứ không phải tôn vinh anh em. Ta thích được tôn vinh lắm, ta muốn được tôn vinh lắm, ta khao khát được tôn vinh lắm. Muốn được tôn vinh không? Muốn không? Muốn. Thích không? Muốn. Thích không? Thích. Bạn thì phấn khởi thế. Bạn ra ngoài chúng tôi thế. Tôi như bà vậy. Cũng muốn được tôn vinh, muốn khao khát được tôn vinh. Thế thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là những việc tốt lành của anh em làm là như là ánh sáng, không ai thắp đèn rồi để dưới đáy mà đặt trên đá để soi sáng cho cả nhà. Để qua việc mà mình thực hành lòng thương xót ấy, chúng ta đang làm công việc loan truyền lòng thương xót. Con
còn một nam một nữ, hai bạn lên đây, hai bạn là hai cái cây đèn, mời bạn thử kể coi bạn đã được Chúa cho bạn những ơn nào để qua chuyện đó bạn làm cho Chúa được tôn vinh. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ thưa cha, con là Maria An đến từ Hòa, con là giáo sư xứ Nho, con là nhà là sáu phần Xuân Lộc. Rồi con bao nhiêu tuổi, con làm gì? Dạ thưa cha, con nay 27 tuổi, con là gia đình thôi. À lúc chào con có lời con đã được ơn của Chúa nhiều, cho con có thể chào bạn với thầy chưa? Con được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, con được ơn Chúa là cách đây cỡ một tháng thôi, mẹ con cứ lúc nào cũng rủ con đi lòng Chúa thương xót hết. Mà con nghĩ là lúc trước con đi đông lắm, con thấy không có được ơn gì, con cũng lười. Cái mấy tuần sau mẹ con rủ con đi nữa, con bảo thôi kệ cứ đi. Và là thứ hai tuần trước thôi, con đi thì lúc đó trời mưa, dạ con tới giáo điểm nhưng mà lúc đó trời mưa thì cha cho lên ngồi trên xe con thắng thì mấy tuần trước. Vậy là con cũng đưa hai đứa con trai của con đi nữa. Con trai của con thì bị xuyễn rất là nặng. Mỗi đêm mà ho là con phải dậy đêm để phun thuốc cho bé. Nhưng mà đến lúc mà con lên trên này thì con cũng xin. Con cũng nghĩ là thôi cứ xin đi, cứ cứu đỡ đi rồi thì cứ xin. Vậy là con xin con khấn. Đến lúc con về thì lúc đó hai con của con mới được viện về. Thì con về đến đêm con của con nó ho. Thì con thấy bé ho nhiều quá mà con thôi kể lỡ đi ra lòng thương xót Chúa thì cũng nghe cha long giảng, thôi cứ tiến theo vào Chúa đọc kinh xong rồi con vỗ vai con, vỗ lưng con của con, xong con kêu là để Chúa Giêsu con tiến theo vào Chúa. Vậy là con của con nó không ho nữa, nó ngủ cho tới một học tới sáng, đến ngày hôm sau đi học con cũng không thấy gì hết, con không phải phun thuốc. Thậm chí tới bây giờ con của con cũng có ho sáng, lúc sáng hay đi học con cũng phải phun thuốc cho con của con, nhưng mà con vẫn tin tưởng. Rồi hôm thứ bảy vừa rồi là con có thai, con mới có thai được 6 tuần nhưng mà thai của con yếu. Thì bác sĩ kêu là con có đi siêu âm, bác sĩ cũng nói con là thai của con làm phải kia. Nhưng mà con cứ là lòng Chúa thương xót, con cứ đọc 50 cái lời Chúa thương xót rồi con kêu lệ Chúa Giêsu con tin thác của Chúa. Tối thứ bảy con đau bụng lắm. Nhưng mà thay thì bình thường á, con của con hoặc là chồng con hoặc bất kể ai có đau hay là có làm sao á thì con nhắc đến nhanh, con tìm cách, con gọi xe hay là con tìm bác sĩ này bác sĩ kia rồi con đưa con đi nhờ con cũng vậy, tại vì con mà đã có thai là con yếu, mấy hai đứa con trước của con cũng bị thai yếu. Vậy là mà con lần này con lại không có như thế, con cứ tự nhiên con bảo hơi tin tưởng vào Chúa. Vậy là con không bị đau hết, con đau bụng lắm nhưng mà con cứ vô phòng con ở nhà, lúc đó anh chị em về chơi đông á. Vậy là con kể ăn cơm xong con vô phòng con lại lòng Chúa thương xót, xong con cũng nói là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, xin Chúa ban cho con được bình an, con là con được khỏe mạnh, tại vì con cũng yếu á, cho nên là con xin Chúa là bây giờ con tin tưởng vào Chúa, xin Chúa phù hộ cho con. Vậy là con ngồi con lần kinh xong, con đọc kinh xong, lúc con ra ngoài con bình thường con không đau gì hết á, con nói với bà nội, xong con nói với chị trong nhà, bà nội kêu chứ sao mà hay vậy, mình mấy chị của con kêu có tin là sẽ được. Vậy là bây giờ con cứ tin, vậy là con không có đi đâu hết, chẳng có đi khám mà con chẳng có thuốc, con chẳng tìm ai hết, con cứ mỗi lần có chuyện gì là con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vậy là bây giờ trong tâm hồn con là yên ổn mà con mới tin tưởng vào Chúa hơn. Tôi thấy Chúa dễ thương, nó lỡ đi rồi giống như là lỡ yêu rồi làm sao quên anh ơi, lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Nó bảo nó lỡ đi lòng từ sắp xuống, Chúa có bảo là Chúa lỡ yêu nó rồi làm sao quên được con ơi, lỡ yêu rồi làm sao quên được con ơi. Cho nên tôi xem có nhiều người đến đây có thể mang cái tâm trạng đó là mình lỡ đi thì thôi thì cứ đi, nhưng mà đối với Chúa thì Chúa chọn cái lúc mà nó lỡ yêu rồi thì cho nó giữ luôn, làm sao quên được con ơi, làm sao quên được Chúa ơi. Đã lỡ một lần đến với lòng thương xót rồi, đã lỡ một lần đến
với giáo điểm tin mừng rồi, làm sao quên được ai ơi, mình không thể quên được, và rõ ràng nó không quên được, nên may mới đến lại lần thứ hai, và nó mới lỡ thôi mà Chúa còn thương nó lúc đến mức độ như vậy, thương con của nó, rồi thương cái đứa bé ở trong bụng của nó, rồi thương chính bản thân của nó. Thì ngày hôm nay khi gặp cái vấn đề gì, nó đầu tiên, người đầu tiên mà nó nghĩ đến, giải pháp đầu tiên mà nó nghĩ đến là chạy đến với Chúa Giêsu và nói: Lạy Chúa Giêsu, con tin khác vào Chúa. Chỉ cần như vậy thôi thưa anh chị em, rồi với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Chúa ban cho mình lòng tự tin vào chính mình, tự tin vào quyền năng của Chúa đang hoạt động trong mình, tự tin vào sức mạnh của Chúa đang trào tràn xuống trên mình. Cho nên nhờ vậy mà ta mới chiến thắng được bệnh tật, chiến thắng được sợ hãi, chiến thắng được những cái gì nó làm cho cái ngọn đèn của chúng ta. Chị em nhìn lên những ngọn đèn đặt ở dưới với đặt ở trên, đặt ở chỗ nào nó dễ tắt? Đặt trên hay đặt dưới nó dễ tắt? Đặt ở trên dễ tắt. Mà nếu ta cứ sợ tắt và không biết để xuống dưới cho nó chắc ăn, thì không bao giờ cái ánh sáng nơi ngọn đèn đấy có thể chiếu rải ra được. Vì để nó thấp mà, cho nên chấp nhận để ở trên thì sáng, nhưng mà ở trên cũng bị tấn công dữ lắm, gió phong ba bão táp. Gió phong ba bão táp nó thổi nhà ở nhà cao hay nhà dưới thấp? Dạ thưa cha, là nhà ở cao. Nó có gì mà phong ba bão táp làm sập cái hầm ở dưới đất? Dạ thưa cha, không. Mà nó làm sập cái nhà ở trên cao. Cho nên anh chị em chấp nhận rằng tôi làm những việc tốt lành, thì cũng hãy nhớ rằng là sẽ có nhiều người ghen, nhiều người ghét, nhiều người khó chịu, nhiều người bảo chảnh, nhiều người bảo mình khoe, nhiều người bảo mình là chứng nhân giả, vân vân. Chấp nhận như vậy, chấp nhận là để phong ba nó tắt, có thể nó tắt, nhưng đưa xem cái ngọn lửa trong trái tim của mình, ngọn lửa trên tấm lòng của mình không bao giờ tắt. Ngọn lửa lòng thương xót ở trong tim mà, ở trong con người của mình, ở trong máu của mình mà. Cho nên những lúc mà tôi bị chống đối, lúc tôi bị cấm cách, những cái quyền trên cao không cho tôi rao giảng, không cho tôi đi hoạt động lòng thương xót Chúa, tôi bảo các ngài có thể cấm tôi đi rao giảng chỗ này chỗ kia, nhưng làm sao cấm được lòng thương xót Chúa ở trong tôi, cấm tôi hoạt động lòng thương xót, nhưng không bao giờ cấm được lòng thương xót Chúa ở trong tôi được, vì nó ở trong trái tim của tôi. Cho dù nó kê xuống vào cổ tôi, kê xuống vào đầu tôi mà bắn bảo tôi rằng nếu mà rao giảng thì bắn chết, thì tôi cũng bảo thà bắn chết chứ không bao giờ tôi chấp nhận là bỏ lòng thương xót, vì nó là máu huyết, là hơi thở của tôi. Ánh sáng chấp nhận là để cho phong ba bão táp nó đến. Và con phong ba bão táp như thế nào chia sẻ cho mọi người khi mà đèn của con sáng? Dạ thưa cha và tất cả các tổng đoàn, con có một buổi dạ, con tên Nguyễn Duy Phi Long. Tên gì? Nguyễn Duy Phi Long. Long bao nhiêu tuổi? Long dạ con 35 tuổi. Tuổi đó là chủ chức linh mục. Tôi chủ chức linh mục tên nhóm nó mà hôm hồi đó 35 tuổi chủ chức linh mục, bây giờ là 60 rồi. Con ở đâu và làm gì? Dạ con ở bên Nhân Trạch. Dạ vâng, dạ con ở nhà phụ mỹ chăn nuôi gia cầm. Có gia đình chưa? Dạ con có rồi. Rồi con được ơn của Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con được ơn của Chúa là buổi tối con đi nhau ấy, xong con về không biết cứ như đi về con người nào xui khiến con ấy, xong đi ra cái tàu, xong rồi cứ xuống con nhảy xuống đi ấy, xong rồi là mới đầu là con ở trên cái thuyền, xong rồi con lại lên đi lên trên đỉnh tàu ấy, xong rồi con lại nằm ra cái lan can ở cái ở ngoài cái nhà tàu luôn ấy, cũng như có cái nguồn lực nào cứ nói con là nhảy xuống đi, mà là con không nhảy thì không biết là như thế nào. Đến lúc đó con không nhảy, con cứ nằm ở đấy, thế là con nằm một lúc, con đi bỏ con về, thế là cái nguồn ơn của con là được như vậy, là con phát chứ kiểu như là mới tự thần đấy.
Con biết là cũng rất là mới đây thôi, và hồi trước con cũng là người sai đoạn. Thế là con quyết tâm con tự lòng thương xót ở nhà một thời gian, xong rồi con mới lên tới nhà thờ, giờ con vô hội lòng thương xót luôn. Dạ vâng. Con kể cho mọi người, con đã một thời sa đọa ăn chơi như thế nào. Chúng ta thấy một người mà ăn chơi sa đọa nước độ mà nhậu rồi thì ma quỷ sinh dưới cái cám dỗ là nhận xuống. Một người mà thuộc về sự dữ, một người mà ăn chơi sa đọa, một người tội lỗi thì chúng ta thuộc về sự dữ. Chúng ta nằm trong quyền lực kiểm soát của ma quỷ, của bóng tối. Cho nên nó sẽ xúi chúng ta làm cái này, làm cái đó, làm cái kia. Mà lúc đó mình không làm chủ được mình nữa. Chúa đến điều đó thương xót. Cho dù nó chưa biết hoặc không biết đến lòng thương xót của Chúa, Chúa có thương không? Có không? Hay là Chúa bảo con này biết đến lòng thương xót của ta, và ta cứu, còn cái thằng này không biết gì thì mày đi xuống hát chơi, mày chết kẻ này. Có không? Có không? Không. Lòng thương xót của Chúa là cho dẫu nó không biết, cho dẫu nó chống lại, cho dẫu nó phản đối, cho dẫu nó tìm trăm phương nghìn kế để mà ngăn cản công cuộc của lòng thương xót Chúa, thì Chúa vẫn cứ thương, cứ xót. Huống hồ là đấy nó chưa biết được cái gì, chưa ai nói cho nó về lòng thương xót của Chúa. Chúa cứu một bàn vua trông thấy, và anh ấy được nhận rằng đó là cái ơn của Chúa. Có nhiều người được Chúa cứu nhưng mà không nhận ơn của Chúa, bảo là ông đó may, thế mà ông đó ta không nhận xuống. Có gì đâu gọi là thế không? Không, thưa anh chị em. Tất nhiên là nó sẽ nhận xuống, nhưng mà có một sức mạnh, có quyền năng ở trên cao cản không cho nó nhận xuống, để ngày hôm nay nó cản đi tà quy tránh. Còn nhớ ông không? Dạ, con cũng sao bạn nhiều người hứng với nhau, bây giờ là con cũng nhậu ít rồi nha. Con không như hồi xưa nữa. Còn ăn chơi không? Dạ con hết con rồi. Còn sa đọa nữa không? Dạ con không dám nữa. Hallelujah! Chúng ta thấy chỉ cần đi vào thôi. Chúa chỉ cần con người ta nhận ra là mình tội lỗi, mình sa đọa, mình ăn chơi. Và bây giờ bớt nhậu rồi, không ăn chơi nữa, không dám sa đọa nữa. Đó là ánh sáng của anh em đã chiếu rải ra trước mặt mọi người. Ánh sáng nó chiếu rải ra trước mặt mọi người rồi, để cái thằng bạn nhậu của nó bảo mày kia mày không nhậu nữa, mày làm gì? Nó bảo bây giờ ta không nhậu nữa, tao đi nghe mấy năm trong bài giảng đầu tư hết Chúa đỡ. Dạ vâng vâng. Vâng, ta tặng cho cái rồi về mấy nhậu nó rủ con đi, con mẫu rủ mày tạo giờ là lòng từ cho Chúa nhà mày. Rồi tặng cho mình cái máy 507 làm lòng thương xót Chúa, và an tâm Chúa sức mạnh cho con nha, vững tin vào Chúa, không có lỡ, nhưng không có ai gọi là lỡ đến đây cả, mà ơn của Chúa để cho mình được đến đây, mặc dù mình chưa nhận ra thì Chúa vẫn thương xót cả hai chúng con. Mời chúng con ra đây. Một ông, một bà, rồi con. Không không? Nói văn tắc thì nói, mà nói dài là tu cho nói được nha. Đừng có nói dài dòng. Như là hai đứa bé nói vậy làm chứng, chỉ nói ngắn gọn thôi, rồi con chia sẻ cho mọi người. Dạ con là Maria Hoàng Thị Huệ, con là giáo sư Xuân Phú, là giáo phận Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai. Dạ, nhà cha, gia đình chúng con, tôi thấy phải làm ăn thì rất là được. Sau một biến cố trần của con thì hoang, rồi con của con học sau 3 năm. Sau được 3 năm mà học thì bằng giỏi, nhưng mà xin việc chỗ nào cũng không được. Thì con cũng làm chuỗi thương xót lúc 3 giờ con cầu nguyện rất nhiều, nhưng mà Chúa chưa nhận lời cho con. Con cứ phàn nàn thế là bà Ban đã bảo là thôi mày cứ đi làm thương xót Chúa đi, Chúa sẽ xin cho cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho mình, Chúa sẽ cho mày
Thế là con cũng cứ bảo là thôi em ở nhà em cũng làm lòng thương xót rồi. Bà bảo thế mày cứ đi đi. Thế là bữa đó con cũng nhờ người đăng ký cho con, nhưng mà đến trưa thì tự dưng con nghe đau đầu, con chẳng muốn đi. Nhưng mà sao con bảo là thôi bây giờ để lỡ đăng ký rồi thì đi. Thế thì con lên cầu nguyện. Mà con của con thì nạp hồ sơ rất là nhiều bệnh viện mà chẳng có bệnh viện nào nhận cho cả. Tiền kể cả tiền họ cũng không nhận cho. Đến khi con đi lần đầu về, con mua một cái máy của cha năm năm bảy đảng về thì con mở ra ông bảo là thôi mày không nghe thì mày mua cái tay nghe và mà nghe đừng mở quang cả nhà, tao không chịu được. Thế chồng con hả? Chồng con thì chồng con là đi quang 10 năm rồi. Và thế là con cứ mở cứ một ngày hai ngày thì ông sao ông cũng nghe. Sao có khi nhiều khi thì ông đóng cửa lại, ông mở điện thoại ông nghe cả nhà cho ông chẳng nghe đài. Nhưng mà con cứ cầu nguyện. Xong con của con về thì con bảo là con ơi con nhắn tin cho cha đi, đi xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con đi, Chúa cho con việc làm đi. Thế là con của con nhắn tin, nhưng mà cha nhiều chuyện quá cho nên con cứ bảo là 10 tin không được thì 100 tin con đi nhắn đi nhờ cha đi. Cha muốn là nó về nó đi với con, lên thì cha đặt tay cầu nguyện mà nó cũng xin cha cầu nguyện lâu lắm. Xong về lần đầu thì bệnh viện mà có hứa là cuối tháng 7, sau cuối tháng 8 cũng chẳng được cái gì cả. Rồi con bảo là, nó bảo là thôi mẹ ơi cho con đi Gia Lâm một lần nữa ấy. Rồi con về bắt con xin tư nhân con làm. Thì con cũng bảo con là thôi nếu con không được thì con cũng cảm ơn Chúa đi. Thì con về mà bắt con Chúa cho con nhiều hơn thì sao. Thế là nó đồng ý là nó thứ hai tuần trước kia là ai con về nói cả ông Văn, ông nói là thôi ông cứ đi một lần đi. Thế là hai cha con đi, con cứ bảo là thôi con lên đó thì con nói cha con lên thường làm chút sọc để cầu nguyện đi xin cha nó xin tội cho vì ông này lâu năm rồi ông chưa xin tội. Xin cho ông giải tội chứ xin cho ông xin tội giải tội cho. Thế là lúc đó thì cha mong việc cho không thể tòi được, nhưng mà nó về xong với thứ năm có người kêu lên đưa hồ sơ lên là bệnh viện. Xong thứ sáu đưa lên hồ sơ lên thì làm hồ sơ xong là họ cho phỏng vấn ngay, và thứ bảy họ báo là thứ hai đi làm việc trong bệnh viện. Thế là con nói trời ơi Chúa làm thương xót và thương xót đến chồng của con hôm nay ông không có đi nữa, ông về nhà ông đã tin là tử tế rồi. Thì con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con và gia đình của con rất là nhiều. Tại chơi một người lỡ đăng ký là phải đi. Ta thấy Chúa thật thương Chúa đúng là dễ. Chúa của chúng ta rất dễ. Chúa của chúng ta rất 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 dễ. Bạn phải nói dễ thương, dễ thương sỏi. Và cứ hét lên Chúa làm dễ thương ghê vậy. Thì thưa chị em, mặc dầu nó lỡ đăng ký rồi chứ nó chẳng muốn đi, mặc dầu đứa con của nó cũng chẳng tham cố gì, mặc dầu chồng của nó cũng còn chưa muốn trở lại, nhưng lòng thương xót của Chúa, ánh sáng của Chúa chiếu dãi vào tất tâm can của mỗi người khi chị em đến đây. Dù rằng tôi rất bận không thể giải tội cho anh chị em được, mặc dù mỗi tuần tôi vẫn nhờ thứ năm một cha, thứ bảy một cha, chủ nhật một cha đến giải tội, nhưng mà không sửa được cái số hôn nhân quá đông. Còn bản thân tôi thì không còn cái tí giờ nào từ 3 giờ đến 8 giờ tối để mà rảnh ngồi tòa. Tuy nhiên sau lễ anh chị em nào mà khó khăn mà lâu năm lắm mà không xin tội thì tôi vẫn cố gắng tôi tưởng tòa sau thế lễ để giải tội cho anh chị em. Và lúc đó thì cứ toàn những con cán bộ phụ thừa chị em sướng lắm, đang đói mà cơm chưa có ăn, nhưng mà giải tội gặp cán bộ sướng lắm. Thế thì thưa chị em,
Chúa rất là dễ thương, nhưng mức độ là cho cái bạn này đúng như điều bạn mong ước, là người chồng đi hoang 10 năm quay trở về, 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ. Có cũ không? Dạ không. Dạ mới chưa? Dạ mới rồi. Dạ. Mình cứ bắt tạo ra là ngon hay là mới rồi. Bởi đứa con của tôi thì là ta thấy Chúa dễ thương lắm. Cho nên ánh sáng của Chúa chiếu rải vào trong mỗi gia đình, để từng người trong gia đình đón nhận được ơn của Chúa, và từng người trong gia đình trở thành ánh sáng chiếu cho người khác thấy những việc tốt lành Chúa làm cho mình. Ta nghĩ rằng là những việc tốt lành ta làm thì chiếu rải ra để người ta tôn vinh Chúa. Nhưng bây giờ chị em nghĩ xa thêm sâu hơn một chút nữa, là mình lên đây mình làm chứng những việc tốt lành Chúa làm cho tôi, chứ không phải là những việc tốt lành tôi làm. Những việc tốt lành mà Chúa làm cho tôi lên đây tôi nói, tôi lên đây tôi tuyên xưng, tôi lên đây tôi làm chứng, để những việc tốt lành Chúa làm cho tôi chiếu rải ra trước mặt mọi người, để nhờ đó họ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Còn con, thưa anh cha, con là Du Xe Nguyễn Sơn Hải, là dưỡng tử của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Con hiện ở giáo xứ Đồng Tâm thuộc địa phận Nam Ninh Thuận. Rồi, con chia sẻ tóm tắt về ơn của Chúa như thế nào? Kính thưa cha, kính thưa toàn thể nhà thân ở đây, con có ai biết con ung thư không? Con ung thư di căn chưa? Đó, có ai thấy con bảo con ung thư không? Khi con nghe tin con ung thư, cái việc đầu tiên con buồn lắm. Nhưng mà giáo xứ con thì có mỗi lễ Chủ nhật thứ ba và thứ năm. Thì ngay cái ngày Chủ nhật hôm mà đầu tiên đấy là con xin một lễ bình yên. Việc đầu tiên là con phải chạy đến Chúa, con xin đến Chúa chữa cho con. Và Chúa đã chữa cho con. Hiện giờ chỉ số PSA của con nằm dưới ngưỡng, nhưng chỉ số di căn xương vẫn còn cao. Thì con kính xin Chúa nhân lành, xin cha và xin toàn thể quý vị giáo dân tham dự cuộc lễ hôm nay và mọi người cầu nguyện cho con đang di căn xương. Con xin hết lời cảm ơn. Thưa chị em, cái di căn là những cái mà nó không dứt được. Khi mình bị ung thư, mình cắt chỗ này, có khi nó còn cái đây, nó bám ở chỗ nọ, bám ở chỗ kia, rồi di căn qua phổi, di căn qua tim, di căn qua ruột già, vân vân. Có một thứ di căn mà tôi thấy cầu cho tất cả mọi người đều được cái di căn đấy. Di căn của đó, cái di căn đấy thưa anh chị em, của đế nước cha lòng bị lây, bị di căn, cái máu của tôi nó truyền sang anh chị em, cái di căn từ tôi nó dính sang anh, rồi từ anh nó dính sang chị, từ chị nó dính sang người khác, tất cả chúng ta đây bị dính hết rồi, di căn hết rồi, thời kỳ cuối rồi. Vui không? Vui. Sướng không? Sướng. Ai thời kỳ cuối giơ tay? Hallelujah. Đó, mình được lòng thương xót của Chúa dính vào tận xương tận tủy, không phải là chỉ có cái đầu tôi mới biết đến lòng thương xót Chúa, không phải chỉ có trái tim của tôi biết đến lòng thương xót Chúa, không phải chỉ có miệng của tôi nói về lòng thương xót Chúa, không phải chỉ có lỗ tai của tôi nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa. Con người tặng cho ông chồng của con 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ, đây là 500 bài giảng mới đó con. Rồi, người tặng cho anh Di Căn, anh cho những người đến với anh họ dính hết còn dính với Di Căn hết đi, mà thời kỳ càng cuối càng tốt, tại vì mình đã dính toàn thân rồi, không phải chỉ Di Căn ở mắt, ở mũi, ở tai, ở miệng, nhưng mà
thở ra, mở miệng ra là lòng thương xót. Bây giờ tôi đi di căn thời kỳ cuối rồi, vô phương chữa, không còn ai có thể làm gì được nữa. Bác sĩ bảo lắc đầu, mấy người khác ngăn cản tôi bảo thua, cái thằng Long này, cái ông cha Long này, cái ông thầy Long này thua nó rồi. Cứ lúc đấy đó là nói về lòng thương xót Chúa, lúc đấy đó là lòng thương xót của Chúa ở trong nó cứ bật ra, nó không có ngại, không có ngán, không có sợ bất cứ một cái quyền lực gì, mà cũng chẳng xấu hổ gì cả. Nói gì căn thời kỳ cuối rồi, đã gọi là gì căn thời kỳ cuối rồi, phải không? Còn gì sợ nữa không? Còn sợ gì nữa? À, thưa cha, không ạ. Vậy thì tôi cứ thế mà tôi làm, tôi cứ thế mà tôi nói đến lúc chết thì tôi vẫn cứ nói. Như là Thánh Faustina nói rằng là khi lòng công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa của tôi không chấm dứt ở đời này mà còn mãi ở đời sau, lên thiên đàng, Faustina vẫn tiếp tục cái công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa, phù hộ cho chúng ta, những người sống ở trần gian đời này hôm nay, tiếp tục được cái công cuộc ấy, tiếp tục là cái công cuộc là ánh sáng của anh chị em phải chiếu rọi ra để người ta nhận thấy những điều tốt lành Chúa làm nơi chị, nơi gia đình chị. Chồng 10 năm cũng được ơn quay trở về, còn bao nhiêu năm thất nghiệp được có việc làm, chị đang buồn phiền lỡ đi rồi, nhưng mà đến đây rồi chị không phải là lỡ, nhưng mà may quá dính rồi. Lòng thương xót của Chúa ơn lành Chúa ban cho anh di căn tới xương ung xương mà gân cốt khỏe mạnh như là thế này được chắc nhảy qua nhảy qua đây nhảy qua nhảy luôn đấy đó 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 hallelujah. Rồi quay về chỗ thưa chị em, chúng ta thấy rằng là mình để cho lòng thương xót của Chúa dính đến mình. Mấy bạn bị dính hết rồi, kiểu cứ lòng lên, đòi lên lòng chứng. Đấy, anh chị em thấy rất tuyệt vời ở chỗ đó. Có người ta sung sướng hạnh phúc là cái chỗ là mình được ơn một lòng thương xót Chúa. Bây giờ mình muốn làm cho người ta nhận biết được cái điều đó, mà nhận biết được điều đó là ánh sáng là như thế này. Sách Châm Ngôn nói, hỡi con, khi có thể con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Hỡi con, khi có thể con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay thì con đừng có nói đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho anh. Lúc nãy khát nước, có ai ra bảo thôi để mai con cho chai uống không? Không, vẫn có một cô bé cầm ra một chai nước đưa ra. Thưa chị em, việc lành mình làm được thì đừng từ chối. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đang cùng con sống yên ổn như thế này, tại sao lại hại tôi? Đang cùng nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, tại sao lại cấm cản, tại sao lại hại nhau, tại sao lại chơi nhau, tại sao lại thỏa về bánh xe, tại sao lại nhắc đá rút tay? Đừng mưu hại tha nhân, hạ người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con. Cãi nó xuất hiện à? Ơ kìa, cứ thích cãi, cứ thích chửi, chửi nó xuất hiện. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con. Chớ phân biệt với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Vì đối với Đức Chúa, nghe đó, đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm. Còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Sứ con cái của lòng thương xót, thân thành lòng thương xót Chúa thì được Chúa gọi là bạn tâm giao, bạn chi kể ý. Sướng lắm thương chị em. Còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác, nhưng tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh. Chúa chế giễu đứa hay nhà má, nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường. Đấy, ánh sáng của chúng ta phải chiếu rọi ra như vậy để người ta nhận biết những việc tốt lành ta làm là lời khen cha.
để người ta nhận biết những điều tốt lành Chúa làm nơi ta để họ ngợi ca lòng thương xót.